Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 19 giờ 50 phút của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại hội nghị hợp tác Việt Nam Trung Quốc về phát triển hạ tầng chiến lược giao thông. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc tại Lào Cai. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 6, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 7. Hơn 8.300 thí sinh của Lào Cai đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Tin trong nước và quốc tế, Công an thành phố Hà Nội triệt phá đường dây buôn bán mỹ phẩm giả số lượng lớn. Bolivia ổn định trở lại sau cuộc đảo chính. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF Đại Liên 2024 và làm việc tại Trung Quốc, sáng nay 27 tháng 6 tại thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Trương Quốc Thanh dự và phát biểu tại hội nghị Hợp tác Việt Nam-Trung Quốc về phát triển hạ tầng chiến lược giao thông và vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cùng tham dự hội nghị. Giao thông giữa Việt Nam và Trung Quốc được kết nối không chỉ hàng không, hàng hải mà kết nối cả đường bộ, đường sắt. Hiện nhiều doanh nghiệp Trung Quốc trúng thầu và tham gia thi công các dự án giao thông trọng điểm của Việt Nam như dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Về hợp tác nghiên cứu 3 tuyến đường sắt kết nối giữa Trung Quốc với Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nội, Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng, Việt Nam đang tập trung triển khai với tinh thần làm đến đâu chắc đến đó. Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân và bài học, Thủ tướng đề nghị ngành đường sắt cần sớm triển khai 3 dự án đường sắt, nhất là dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Tại hội nghị, các bộ ngành, cơ quan và doanh nghiệp trong lĩnh vực hạ tầng giao thông hai nước đã chia sẻ những kinh nghiệm, bài học thực tiễn, gợi mở hướng hợp tác phát triển hạ tầng giao thông Việt Nam, nhất là trong các khâu quy hoạch, thiết kế, huy động nguồn lực, giải phóng mặt bằng, quản lý vận hành khai thác, áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn trong lĩnh vực phát triển hạ tầng, năng lượng, môi trường hàng đầu của Trung Quốc. Sáng nay 27 tháng 6, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm làm việc tại Công an xã Cốc San, thành phố Lào Cai. Tham gia đoàn có đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an. Về phía tỉnh có Đại tá Cao Minh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai. Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, đại diện Công an xã Cốc San cho biết, đơn vị đã chủ động tham mưu cho Công an thành phố Lào Cai, cấp ủy chính quyền trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động nắm tình hình, không để bị động bất ngờ. 6 tháng đầu năm, địa phương thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, không xảy ra tội phạm về trật tự xã hội, quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao thành tích Công an xã Cốc San đạt được thời gian qua, yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương, chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chủ động nắm tình hình cơ sở, củng cố xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí cũng yêu cầu Công an tỉnh, cấp ủy chính quyền tiếp tục quan tâm tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công an cấp xã, nhất là vùng cao, biên giới, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, sáng nay 27 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả hoạt động tháng 6, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 7. Tham dự phiên họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban, đại diện một số sở ngành. Trong tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban, tổ đại biểu chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện tốt các chương trình kế hoạch. Trong tháng đã tổ chức 6 cuộc giám sát, khảo sát, lũy kế từ đầu năm đến nay đã thực hiện 34 cuộc giám sát, khảo sát, trong đó có 13 cuộc giám sát chuyên đề, tập trung vào lĩnh vực mà cử tri và nhân dân quan tâm. Hoạt động tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng quy định. Cùng với thống nhất nội dung chương trình công tác tháng 7, hội nghị đã nghe kết quả thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, đồng thời thông qua dự kiến nội dung chương trình kỳ họp. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 4, mùng 5 tháng 7, xem xét và thông qua 35 báo cáo, tờ trình, 27 nghị quyết. Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vũ Xuân Cường yêu cầu thường trực các ban, tổ đại biểu chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 theo chương trình kế hoạch. Tập trung cho tổ chức thành công kỳ họp thường lệ giữa năm, kỳ họp thứ 20 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tinh thần là các ban chúng ta tập trung vào chuẩn bị cho tốt để kỳ họp được thành công. Và cái thứ hai là phải tiếp tục triển khai những cái công việc thường xuyên như là tiếp công dân, giải quyết đơn thư, chuẩn bị các cái nội dung để tiếp xúc cử tri. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các ban cần quan tâm sớm hoàn thiện dự thảo các báo cáo, tờ trình, nghị quyết dự kiến sẽ trình tại kỳ họp lần này. Cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động gắn với củng cố và xây dựng tổ chức hội nông dân vững mạnh. Đây là chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang tại hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 3 Hội nông dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028 vừa diễn ra sáng nay 27 tháng 6. Dự hội nghị có đồng chí Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện một số tổ chức chính trị xã hội và hội nông dân các huyện, thị xã, thành phố. 6 tháng qua, Hội nông dân đã hoàn thành 10 trên 17 chỉ tiêu thi đua năm 2024, trong đó thành lập mới 9 tổ hội nông dân nghề nghiệp, kết nạp mới trên 1.300 hội viên. Các cấp hội cũng triển khai 6 phần việc hướng về cơ sở, tập trung vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa, xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Giang đánh giá cao kết quả đạt được của Hội nông dân thời gian qua. Trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, các cấp hội cần có giải pháp phù hợp để thực hiện các chỉ tiêu đạt thấp, tăng cường giải pháp, tập hợp, thu hút hội viên. Cần có cái giải pháp gì mới, khác biệt để tập hợp và đoàn kết, quy tụ nông dân, kéo nông dân về với hội. Kinh tế hợp tác xã thì các ông chí đã có, và kinh tế tập thể thì Trung ương Đảng đã ban hành nghị quyết số 20 rồi. Thế thì bây giờ chúng ta đẩy mạnh cái nội dung này, nhân rộng cái nội dung này, thành lập các cái hợp tác xã, tổ hợp tác, nhưng mà phương thức hoạt động và điều kiện để đảm bảo cho các hợp tác xã này hoạt động tốt và phát triển, đẩy mạnh chuyển đổi số. Trong bối cảnh là phải vào cuộc, các cấp các ngành là vào cuộc trong chuyển đổi số. Hội nghị cũng tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện 3 nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam về xây dựng tổ chức hội nông dân vững mạnh, kết quả thực hiện quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết đơn thư tố cáo của các cấp hội. Thưa quý vị và các bạn, cùng với hơn 1 triệu thí sinh của cả nước, hôm nay 27 tháng 6, hơn 8.300 thí sinh của Lào Cai đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 với hai môn là ngữ văn và toán học. Với sự chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các phương án về an ninh trật tự, an toàn giao thông, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Tại điểm thi số 1 thành phố Lào Cai, buổi chiều có 492 thí sinh dự thi, vắng 4 thí sinh. Các thí sinh bước vào môn thi thứ hai với tâm lý tự tin, thoải mái. Sau ngày thi đầu tiên, phần lớn các sĩ tử hài lòng với kết quả làm bài của mình, sẵn sàng tâm thế cho ngày thi thứ hai. Em thi khối A nhưng mà em đánh giá là đề thi văn thì khá là dễ nhưng mà hơi dài, còn đề toán thì 8 câu đầu thì nằm trong khả năng của em, còn 12 câu sau thì khó ạ. Em rất là vui khi hoàn thành hai môn thi đầu tiên và đã sẵn sàng cho kỳ thi ngày mai. Sau buổi thi sáng và chiều nay em cũng thấy mình làm bài khá là tốt ạ. Em dự tính môn văn của em được khoảng 8 điểm và môn toán sẽ được trên 7 điểm ạ. Tâm trạng em rất là háo hức và hồi hộp cho đề thi sử và địa ngày mai ạ. Vâng, em sẽ cố gắng làm hết khả năng và nguyện vọng em sẽ đạt được 8 công ạ. Mặc dù thời tiết có mưa nhỏ vào buổi sáng nhưng ảnh hưởng không nhiều đến việc di chuyển của các thí sinh, đặc biệt với sự hỗ trợ tối đa của các lực lượng, Đồng hành của phụ huynh học sinh đã giúp các em tự tin làm bài. Cũng hồi hộp không kém các em đâu, cũng dậy từ sớm. Cái tâm trạng này thì ai cũng có cả. Cách đây 2 hôm thì đã bảo cháu là thật sự thư giãn, nghỉ ngơi thì làm sao có sức khỏe tốt để đi thi thôi. Đối với các thí sinh ở địa bàn vùng cao, kết quả làm bài trong ngày thi thứ nhất cũng khiến các em khá hài lòng. Em dự kiến làm được trên 80% và khả năng là được 8 phẩy ạ. Vượt qua được bài thi đầu tiên, em cảm thấy bài thi tiếp theo có động lực hơn ạ. Cháu thì thấy đề toán chiều nay cũng khá là giống như trong form đề để ôn ạ. Và cũng làm tương đối. Đồng hành với thí sinh, nhiều phụ huynh cùng các thầy cô giáo cũng thấy yên tâm hơn bởi sự tự tin của con em mình. Các cháu làm được thì lòng mẹ cũng vui lắm. Muốn mà nhà mai làm được hết. Và chúng em cũng tham gia cùng các em, nhắc nhở các em cho đi đúng giờ, kịp thời và tự tin, đặc biệt là phải tự tin các em để làm bài tốt. Đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Ban chỉ đạo thi của tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc và động viên các lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Các cái điểm thi để diễn ra hết sức là an toàn, không có thí sinh, cũng không có cả giám thị coi thi là vi phạm quy chế. Và sau kết thúc các môn thi thì thấy các em học sinh rất là tự tin với kết quả làm bài của mình và các em hồ hởi phấn khởi. Với các cái công tác chuẩn bị tốt như này thì chúng tôi tin tưởng rằng là ngày mai khi mà tổ chức thi các cái môn tổ hợp cũng như tiếng Anh thì tại các cái điểm thi sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Cũng trân trọng gửi tới các em một cái lời chúc là chúc các em tự tin, bình tĩnh và làm bài thi với kết quả cao nhất, với đạt được ước mong của các em mà đã đặt vào kỳ thi này. Ngày mai các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn tổ hợp, thời gian làm bài 150 phút và môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Tất cả đều thi bằng hình thức trắc nghiệm. Sau đây, ngành công thương tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Theo đánh giá tại hội nghị, giá trị sản xuất công nghiệp nửa đầu năm nay đạt trên 21.300 tỷ đồng, tăng ở cả 3 lĩnh vực, khai thác, chế biến, điện nước. Có thêm 2 dự án công nghiệp khởi công, 2 nhà máy thủy điện đi vào hoạt động, chính thức phát điện lưới quốc gia. Tổng giá trị mua bán trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu 6 tháng qua đạt 1.574 triệu đô la, tăng 64% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, khó khăn của ngành công thương đó là một số dự án khai thác chế biến khoáng sản, dự án thủy điện gặp vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ, quy hoạch hình thành mới hoặc mở rộng các khu công nghiệp để tạo mặt bằng sạch thu hút đầu tư, triển khai chậm. Hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng cao nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng. 6 tháng cuối năm, ngành công thương tập trung tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị khai thác chế biến sâu khoáng sản, đặc biệt là sớm đưa nhà máy gang thép của công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản và luyện kim Việt Trung hoạt động trở lại, chủ động đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng các chương trình liên kết, phát triển dọc sông Hồng nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh và vùng. Hôm nay 27 tháng 6 tại thôn Lùng Sán, xã Lùng Thần, huyện Simacai đã tổ chức lễ hội cúng rừng. Lễ hội cúng rừng là một trong các lễ hội truyền thống của nhân dân các dân tộc xã Lùng Thần, được tổ chức vào ngày Thìn tháng 6 âm lịch hàng năm. Lễ hội được tổ chức để cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu và tưởng nhớ đến 2 vị tộc trưởng đã có công chống giặc ngoại xâm. Qua lễ hội nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường tự nhiên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bát Sát đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Anh Lý Dì Gò, người uy tín thôn Kim Chu Phìn 2, xã Nậm Pung, trong phóng sự sau đây là một trong những tấm gương điển hình như thế. Những chuyện mâu thuẫn dù lớn hay nhỏ xảy ra trong thôn Kim Chu Phìn 2, anh Lý Dì Gò luôn là người có mặt đầu tiên để nắm bắt và phối hợp giải quyết thấu tình đạt lý. Anh Gò cũng luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào thi đua, các cuộc vận động, là tấm gương sáng trong xây dựng gia đình, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền. Từ những cái việc làm của mình mà con nhìn thấy và có hiệu quả thì bà con cũng rất đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ và nghe theo, tôi mới phát huy được vai trò của người uy tín. Nhờ đó mà người dân trong xã đã chủ động phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Năm 2022, toàn xã có 198 hộ nghèo. Kết thúc năm 2023, giảm còn 146 hộ nghèo. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên gần 24 triệu đồng một năm. Những đổi thay này có một phần công sức của những người có uy tín như anh Lý Dì Gò. Anh Go thường chia sẻ cách làm hay để bà con trong thôn cùng làm theo. Bà con chúng tôi ở đây ai cũng quý mến anh, luôn coi anh như người trong nhà mình. Cả 4 thôn bản của Nậm Pung đều có người uy tín. Đây chính là những đầu tàu gương mẫu, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Phát huy được cái vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số như vận động bà con xóa đói, giảm nghèo, trồng những cây con mới. Thông qua người uy tín thì chúng tôi cũng mong muốn sẽ vận động bà con trồng thêm cây xạ đen, là một trong những cây dược liệu cho bà con xóa đói giảm nghèo. Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, anh Lý Dì Gò cùng 157 người có uy tín huyện Bát Sát đã phát huy vai trò nòng cốt trên mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội địa phương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tiếp theo chương trình, công nhận điểm du lịch ga đường sắt Đà Lạt. Mỹ, Nhật, Hàn hợp tác chiến lược về an ninh kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định công nhận điểm du lịch ga đường sắt Đà Lạt. Ga đường sắt Đà Lạt được mệnh danh là nhà ga xe lửa cổ đẹp nhất Việt Nam và Đông Dương. Đây là điểm đến của nhiều người dân địa phương và du khách cả trong và ngoài nước. Hiện nhà ga Đà Lạt chỉ được sử dụng phục vụ du lịch. Nhà ga phục vụ tuyến đường sắt Đà Lạt, Trại Mát dài 7 km cả ban ngày và ban đêm đưa du khách đến tham quan chùa Linh Phước và khu vực Trại Mát. Tham dự chuyến tàu đêm từ ga Đà Lạt, du khách còn được thưởng thức âm nhạc và tiệc tối theo yêu cầu. Ga Đà Lạt được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 2001. Một đường dây buôn bán mỹ phẩm giả số lượng lớn vừa bị đội 6 phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội triệt phá. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Ngọc, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Lực lượng chức năng thu giữ 30 tấn dầu gội, dầu xả, ủ tóc, dầu dưỡng tóc mang các nhãn hiệu nổi tiếng, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, cùng nhiều vỏ hộp, tem nhãn mác. Qua giám định, hơn 5.200 sản phẩm nhãn hiệu Olex là hàng giả, trị giá hơn 570 triệu đồng. 998 thùng dầu gội, dầu xả, dưỡng tóc, ủ tóc, các nhãn hiệu còn lại hiện đang tiếp tục được xác minh làm rõ. Theo cơ quan chức năng, các đối tượng nhập hàng từ Trung Quốc, sau đó cất giấu ở 5 địa điểm, chào bán hàng trên mạng xã hội. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi buôn bán hàng giả. Chương trình được tiếp tục với thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, tình hình ở thủ đô La Paz của Bolivia đã yên tĩnh trở lại sau cuộc đảo chính bất thành xảy ra tối 26 tháng 6. Cựu tướng Sujida, người cầm đầu cuộc đảo chính, đã bị buộc tội khủng bố sau khi bị bắt giữ. Người dân Bolivia tập trung trước dinh tổng thống được bảo vệ nghiêm ngặt, hô vang khẩu hiệu ủng hộ đương kim tổng thống và phản đối cuộc đảo chính của một bộ phận binh lính quân đội. Trước đó, ông Zúñiga đã đe dọa chiếm phủ tổng thống khi di chuyển bằng xe bọc thép được yểm trợ bằng một đoàn xe quân sự hướng tới quảng trường ở trung tâm thủ đô La Paz, nơi đặt trụ sở phủ tổng thống. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, người dân đã bao vây các khu vực xung quanh để phản đối hành động vi hiến của nhóm binh sĩ. Căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng lớn nhất khu vực Nam Mỹ là Argentina và Brazil đang có xu hướng nóng trở lại sau tuyên bố mới nhất của phủ tổng thống Argentina liên quan đến phát biểu gần đây của Tổng thống Brazil Silva đối với người đồng cấp là ông Milei. Cụ thể, trong tuyên bố đưa ra hôm 26 tháng 7, phủ Tổng thống Argentina cho rằng ông Milei không làm gì sai trái để phải hối hận, ám chỉ đến yêu cầu trước đó của Tổng thống Silva nói rằng ông Milei cần phải xin lỗi mình và người dân Brazil vì đã có nhiều phát ngôn không đúng mực. Trước đó, trong quá trình tranh cử Tổng thống Argentina năm 2023, ông Milei cũng đã dùng từ tham nhũng khi nói đến Tổng thống Silva, cho rằng đây là nguyên nhân khiến ông Silva từng bị bắt giam. Nga quyết định cấm 81 cơ quan truyền thông của các nước châu Âu tiếp cận các hãng thông tin của Nga, như một phần của hành động trả đũa lệnh cấm tương tự của Liên minh châu Âu hồi tháng 5. Moscow tuyên bố sẵn sàng hủy bỏ lệnh cấm nếu Bruxelles cũng làm tương tự. Theo lệnh cấm mới của Nga, các cơ quan truyền thông từ 25 quốc gia EU sẽ bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Trong đó, truyền thông Pháp bị trừng phạt nặng nề nhất với 9 lệnh cấm. Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các cơ quan này đã thông tin không chính xác một cách có hệ thống về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Phản ứng sau động thái trên của Nga, đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh cho rằng đây là quyết định vô căn cứ làm hạn chế việc tiếp cận các thông tin tự do và độc lập. Các bộ trưởng thương mại và công nghiệp của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhóm họp tại thủ đô Washington của Mỹ nhằm tăng cường hợp tác về các vấn đề chiến lược như an toàn trí tuệ nhân tạo AI, kiểm soát xuất khẩu, chuỗi cung ứng năng lượng sạch và chất bán dẫn. Tuyên bố sau cuộc họp, Bộ trưởng Thương mại Mỹ, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản và Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc khẳng định sẽ hướng nỗ lực chung vào các lĩnh vực chiến lược nhằm tăng cường an ninh và thịnh vượng cho người dân của cả ba nước, cũng như khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tuyên bố nhấn mạnh mục tiêu hợp tác để tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, bao gồm cả chất bán dẫn và pin, cũng như an toàn AI, các loại khoáng sản quan trọng, an ninh mạng và thiết lập tiêu chuẩn kỹ thuật. Ngày 27 tháng 6, truyền thông Triều Tiên xác nhận nước này đã phóng thử thành công tên lửa có khả năng mang nhiều đầu đạn. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, trong cuộc thử nghiệm được tiến hành hôm 26 tháng 6, cơ quan quản lý tên lửa Triều Tiên đã giám sát cơ chế kiểm soát tách và dẫn đường của từng đầu đạn di động. KCNA khẳng định cuộc thử nghiệm có ý nghĩa vì đã đạt được mục tiêu phát triển nhanh các công nghệ tên lửa. Trước đó vào ngày 26 tháng 6, Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo không xác định ra vùng biển phía đông nước này, đồng thời nhận định dường như vụ phóng đã thất bại. Thưa quý vị và các bạn, Bản Lầu là xã biên giới của huyện Mường Khương, trải qua những thăng trầm của lịch sử, các cuộc chiến tranh, sự đói nghèo lạc hậu. Đến nay địa phương này đã trở thành một thị tứ khang trang, là xã đi đầu trong huyện về đích nông thôn mới năm 2015. Bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi thay. Những hình ảnh tươi đẹp về vùng đất Bản Lầu trù phú bình yên sẽ có trong một khoảnh khắc ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cung cấp, đêm nay và ngày mai, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ suy yếu và mờ dần. Vùng hội tụ gió trên cao hoạt động yếu dần nên thời tiết các địa phương trong tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Vùng cao đêm về sáng trời lạnh, vùng núi cao trời rét. Nhiệt độ đo được phổ biến trong ngày tại thành phố Lào Cai là 28 độ, thị xã Sapa là 21 độ và huyện Bắc Hà là 24 độ. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo các hình thái thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể xuất hiện khi trời có mưa dông, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Do vậy, người dân tuyệt đối không được chủ quan lơ là, cần chủ động phương án phòng chống phù hợp, tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Sau đây là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 27 ngày 28 tháng 6 năm 2024. Vùng đồi núi thấp, Đêm về sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C. Vùng đồi núi cao, đêm về sáng nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C. Thành phố Lào Cai đêm về sáng nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C. Khu du lịch Sapa đêm về sáng nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C. Khu du lịch Bắc Hà đêm về sáng nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.